anh chị đi tìm kho báu thì chúng ta phải có bản đồ. Thì tương tự như vậy, khi anh chị đi đầu tư bất động sản mà anh chị nắm được cái vấn đề quy hoạch thì anh chị chiếm hết 50% là giành thắng lợi rồi. Thì có rất nhiều anh chị inbox với hỏi với Hùng là làm sao mà để xác định được cái quy hoạch của một cái vị trí đất, và nếu như mà anh chị đầu tư vào Cam Lâm thì cái quy hoạch đó đọc như thế nào. Thì trong cái nội dung cái video ngày hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ với anh chị về cái quy hoạch của cái đất nền khu vực Cam Lâm. Thì cái video này dành cho những anh chị đang tìm hiểu về thị trường bất động sản, cũng như dành cho những anh chị môi giới đang hành nghề chia sẻ cơ hội đầu tư tại thị trường bất động sản của Cam Lâm này. Và khi anh chị xem xong cái nội dung quy hoạch ngày hôm nay á, thì anh chị sẽ biết được mình nên đầu tư vào cái vị trí nào, và những cái bạn đó thì sẽ nắm được cái quy hoạch và có thể giúp cho những nhà đầu tư có thể tối đa hóa cái lợi nhuận dành cho mình, đúng không ạ? Thì và bây giờ thì Hùng xin phép Hùng sẽ chia sẻ về cái quy hoạch của vị trí đất đất nền trung tâm hành chính của huyện Cam Lâm. Hùng trên sơ lược qua ở đây, đây là cái đường bờ biển Bãi Dài nha anh chị. Theo cái con chọn của Hùng đây thì trên cái bản đồ quy hoạch đây thì Hùng ghi rất là rõ cái con đường đây là đường Bãi Dài, là nơi quy hoạch tức là cái thủ phủ resort cao cấp. Và Bãi Dài, Bãi Dài là dài hơn 15 km, là nơi tập trung hơn 45 cái resort triệu đô, và hiện tại trong đó đã có hơn cái 10 resort đã đi vào hoạt động rồi, kể đến như là The An Nam này, Cam Ranh Riviera, Vinpearl Long Beach, Radisson Blu, Movenpick, vân vân. Và nếu như mà anh chị chạy theo cái đường Bãi Dài này là đại lộ Nguyễn Tất Thành thì anh chị sẽ gặp sân bay quốc tế Cam Ranh. Đây này anh chị, đó, đây là sân bay quốc tế Cam Ranh này. Thì khi anh chị bước chân xuống sân bay Cam Ranh thì anh chị sẽ gặp cái đại lộ Nguyễn Tất Thành này và Bãi Dài này. Bên phía tay phải của anh chị đó là quy hoạch làm resort rồi. Thì những cái quỹ đất ở thì nó không còn nhiều nữa. Và khi anh chị đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ gặp một cái ngã tư, đó là ngã tư Đinh Tiên Hoàng, và anh chị rẽ qua con đường Đinh Tiên Hoàng này và anh chị sẽ gặp một cái cầu mới, đúng không anh chị? Đây cái cầu mới này là kết nối giữa bên bờ, bên 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 bờ này với bên 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 bên, bên, bên vịnh. Thì dọc trên con đường Đinh Tiên Hoàng này là nơi tập trung rất nhiều các nhà hàng này, khách sạn nghỉ dưỡng này, rồi các quán ăn, quán nhậu, quán cà phê rất là nhiều. Và buổi tối á, thì ở khu vực này rất là đông vui và sầm uất. Thì con đường Đinh Tiên Hoàng này á, được mệnh danh á, là con đường tơ lụa của huyện Cam Lâm. Và cái giá bất động sản tại cái khu vực này á, thì dao động từ 1 tỷ 3 cho tới 1 tỷ rưỡi một mét ngang. Thậm chí những cái thời đỉnh điểm á, giá có thể lên là gần 1 tỷ 8 một mét ngang luôn quý chị. Và cái chiều dài á, thì sẽ dao động từ 30 cho tới là 50 mét. Thì giá ở đây á, thì cho thuê á, thì cũng tầm từ 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, tùy vào cái mặt tiền của anh chị là 5 mét hay là 7 mét. Thì ở đây thì bất động sản khu vực xung quanh đây á, thì hầu như là không còn quỹ đất nữa, và hiện tại thì cũng không còn ai bán nữa anh chị. Và bên đây là cái trung tâm hành chính mới của huyện Cam Lâm. Đây là trung tâm hành chính mới của huyện Cam Lâm. Và bên cạnh huyện Cam Lâm á, đó là nó có một cái con đường Lê Duẩn 40 mét nha anh chị. Đây là con đường Lê Duẩn rộng 40 mét. Đây là cái khu vực nó quy hoạch là khu bàn cờ anh chị. Quy hoạch khu bàn cờ là một trong những quy hoạch rất là tăng tiến, bởi vì trước đây á, Cam Lâm á, vào thời Pháp thuộc á, thì Cam Đức, thị trấn Cam Đức là được ví như á, là trái tim của huyện Cam Lâm. Thì ngay trung tâm Cam Đức á, theo quy hoạch bàn cờ rồi, thì mô phỏng theo cái quy hoạch bàn cờ để cho đồng bộ về hạ tầng, để thúc đẩy nền kinh tế á, thì những quy hoạch mới của Cam Lâm đều là quy hoạch khu bàn cờ hết. Thì anh chị có thể nhìn vào này, anh chị nhìn vào cái bản đồ quy hoạch là chúng ta thấy những cái ô bàn cờ rất là đẹp, rất là thẳng, đúng không anh chị? Và bên cạnh đó thì hiện tại thì Hùng sẽ chia sẻ với anh chị về những cái con đường đang được quy hoạch mở rộng để giúp cho anh chị có thể là tăng thêm cái sự lựa chọn để cho mình đầu tư. Thứ nhất đó là con đường Đinh Tiên Hoàng này anh chị ha, đó là con đường quy hoạch rộng 40 mét, giai đoạn 1 là chỉ làm được 4 km thôi, và giai đoạn 2 nó bắt đầu từ cái nút giao với quốc lộ 1A, kéo dài thẳng lên, kéo thẳng lên con đường Lập Định Xuyên Môn đây. Thì đoạn đường này dài tầm gần 3 km nữa thì sẽ quy hoạch rộng 40 mét. Và trên con đường Đinh Tiên Hoàng giai đoạn 2 đây nó có quy hoạch một bến xe rộng 5 hectare. Đây này anh chị, đây là Hùng nói là cái chỗ cái ô màu đen này, cái chữ màu trắng này, đây là quy hoạch rộng bến xe rộng 5 hectare này. Và đây lên đây thì anh chị sẽ gặp một cái đường tuyến tránh quốc lộ, tuyến tránh quốc lộ. Thì tương lai thì anh chị hình dung đi, bất cứ ở nơi anh chị đang sinh sống á, khi mà đô thị phát triển, khu vực đông dân cư quá rồi, thì những xe lớn, xe tải, xe công, xe ben thì sẽ không được đi vào trung tâm thành phố nữa, mà bắt buộc sẽ mở vài những cái tuyến tránh. Thì con đường đây chính là cái tuyến nhánh quốc lộ 1A này. Và anh chị di chuyển đây thì anh chị sẽ gặp một cái nút giao cao tốc,
À, đây là cái đoạn nút giao cao tốc đoạn Nha Trang Cam Lâm hiện tại đã được khởi công xây dựng rồi. Cái nút giao này gọi là nút giao Lê Lợi. Từ cái nút giao này sẽ mở rộng một quy hoạch một con đường Lê Lợi quy hoạch rộng 40 mét nha anh chị, kết nối trực tiếp từ cái nút giao cao tốc này xuống đầm Thủy Triều luôn anh chị, xuống đầm Thủy Triều luôn. Và ngay tại cái đầm Thủy Triều này sẽ có một cái cầu bắc nối qua bên bờ kia của đầm Thủy Triều và đi thẳng vào hòa nhập vào cái hạ tầng của bên các bãi dài của các thành. Như vậy thì ở đây có ba con đường chính anh chị cần quan tâm. Thứ nhất là con đường Đinh Tiên Hoàng, thứ hai là con đường Lê Duẩn quy hoạch rộng 40 m, thứ ba là con đường Lê Lợi quy hoạch rộng 40 m luôn nha anh chị. Và bên cạnh đó thì cái tuyến đường quốc lộ 1A đây hiện tại cũng là một trong những nơi cũng rất là đáng để mà để ý để mà đầu tư. Và hiện tại ở đâu thì có quốc lộ 1A thì ở đó cái việc kết nối giao thương rất là thuận tiện. Nếu như mà anh chị sở hữu được những cái vị trí đất mà cần cái quốc lộ 1A này thì vấn đề về kết nối về giao thương này rất là thuận tiện. Mình có thể là mở quán ăn, mở trạm dừng chân hoặc là mở cửa hàng sửa xe, vá xăng lốp vân vân. Đó là những cái loại hình mà mình có thể là mình kinh doanh từ mặt tiền quốc lộ 1A. Và bên cạnh đó thì anh chị hình dung đây, ở đây nó có một cái quỹ đất là trung tâm thương mại dịch vụ đầm Thủy Triều. Cái quy hoạch đất này là quy hoạch rộng 162 hectare nha anh chị. Thì như anh chị hình dung đây thì trung tâm thương mại dịch vụ thì tương lai ở khu vực này sẽ hình thành một cái những nơi địa điểm kinh doanh buôn bán rất là sầm uất để phục vụ cho cái đầm Thủy Triều này. Và hiện tại trên cái đầm Thủy Triều này á là rộng 2.500 hectare, về quy mô á, là rộng gấp 5 lần cái Hồ Tây luôn anh chị. Trên cái đầm Thủy Triều này á hiện tại có một vài cái dự án lớn đang được quy hoạch như là dự án casino này, ở đảo nhân tạo này, rồi bến du thuyền của những chủ đầu tư lớn như là của Vingroup, như là của Hưng Thịnh, vân vân. Và những minh chứng á, Hùng có chia sẻ thêm là vào năm 2018 thì cuối năm 2018 thì huyện đã ngăn cấm các tình trạng nuôi trồng này đánh bắt thủy hải sản trên đầm Thủy Triều rồi. Để thứ nhất là để cải thiện cái hệ sinh thái này, cái thứ hai nó ổn định cái hệ sinh vật trong 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 đầm, và thứ ba đó là phòng chống ô nhiễm cho cái nước này để mà phục vụ cho sự phát triển du lịch ven đầm. Và bên cạnh cái trung tâm thương mại dịch vụ ven đầm này nó có một cái đường bờ kè anh chị ha, cái một cái đường bờ kè là đi bao quanh đầm rất là đẹp. Cái đường bờ kè này đã được đưa vào ngân sách hoạt động rồi, đã có kế hoạch để mà phát triển rồi. Theo Hùng được biết thì cái đường bờ kè này quy mô là rộng 25 mét anh chị. Thì xung quanh cái tương lai cái bờ kè này á thì là các quán ăn, quán nhậu, hải sản vân vân sẽ mọc lên rất là nhiều. Khi về đây, khi mà con đường bờ kè này được mà mở rộng thì tất cả các những loại hình sẽ kế tiếp và nối đuôi nhau sẽ hình thành tới những cái khu này. Thì như chị thấy thì xung quanh cái vị trí đường ven đầm Thủy Triều này thì những cái quỹ đất ở không còn nhiều nữa, quỹ đất ở không còn nhiều nữa. Thì bên bên phía tây tây phải đó anh chị, nếu như mà anh chị đi từ bãi dài đi qua bên phía tây phải của anh chị đó là quỹ đất trung tâm thương mại dịch vụ, còn bên phía tay trái của mình là quỹ đất cơ quan đúng không ạ, đó là trung tâm hành chính như là kho bạc này, nhà nước này, rồi ủy ban nhân dân này vân vân. Nên dẫn tới những cái vị trí đất ở xung quanh đây rất là khan hiếm. Thì nắm được cái xu thế đó thì đi đi sớm nắm đầu. Hiện tại công ty bên New City, công ty Hùng đang phân phối có một cái vị trí đất, đây nè anh chị, đây Hùng có nói đây, vị trí đất này với quy mô là rộng hơn hơn 1.000 m², gồm số lượng chỉ có rất là khan hiếm, chỉ có là 10 nền thôi. Vị trí rất là tuyệt vời. Như anh chị thấy nhìn vào cái vị trí đất thì bên cạnh là có ba con đường lớn. Thứ nhất cách con đường Lê Duẩn quy hoạch 40 m. Cái thứ hai đó là con đường Đinh Tiên Hoàng rộng 40 mét. Cái thứ ba là con đường quốc lộ 1A. Và cái đường ở trong đất và cái đường vào trong đất đó là quy hoạch rộng 13 mét luôn nha quý anh chị. Thì giá ở hiện tại chỉ có là 9 triệu một mét vuông thôi. Đó thì như anh chị hình thấy, thứ nhất là bên cạnh có một con đường quy hoạch rộng 40 mét này. Cái thứ hai đó là cần cái trung tâm thương mại dịch vụ thì cái quỹ đất nó rất là khan hiếm. Và cái thứ ba đó là kết nối giao thương rất là thuận tiện. Và cái thứ tư á, là bên cạnh đó thì về những cái tiện ích dành cho anh chị này, những yếu tố về tăng giá như này, con đường Đinh Tiên Hoàng, quốc lộ 1A, trung tâm hành chính, và bên cạnh đó thì ăn theo cái hệ sinh thái của cái đầm đầm Thủy Triều nữa. Thì nếu như quý anh chị đầu tư vào thời điểm này thì anh chị đã lời ngay khi mua rồi anh chị ha. Thì với những cái vị trí đất mà giá chưa tới 10 triệu một mét vuông mà nằm gần những cái tiện ích như vậy đúng không ạ, cho 150 mét vuông, thì tương lai anh chị đầu tư trong trung hạn và trong dài hạn thì với 150 mét vuông với giá 9 triệu một mét vuông thì Hùng tính là giá tầm khoảng cỡ 1 tỷ 350 đúng không ạ. Thì anh chị đầu tư trong trung hạn tầm khoảng cỡ 2 năm tới 3 năm thì Hùng kỳ vọng đúng không ạ, Hùng chỉ kỳ vọng thì nó sẽ tăng giá tầm khoảng cỡ đến
12 15 triệu cho một mét vuông cho anh chị thôi, thì đấy là một cái cơ hội để nhân hai nhân ba cái tài sản dành cho anh chị, đó là về mức đầu tư và lợi nhuận. Và bên cạnh đó thì Hùng chia sẻ hơn dành cho những quý anh chị, ví dụ như mình mua mình để ở này, và mình mua mình để mình nghỉ dưỡng này. Thứ nhất, khi anh chị mua ở và anh chị mua nghỉ dưỡng thì anh chị quan tâm tới cái gì ạ? Chắc chắn đầu tiên đó là anh chị quan tâm tới cái môi trường sống. Cái thứ hai đó là về những cái tiện ích xung quanh, và cái thứ ba là về tính pháp lý, đúng không anh chị? Thứ nhất, Hùng chia sẻ thêm về môi trường sống đó. Xung quanh đây đó, khí hậu rất là mát mẻ này, trong lành này. Đó, thì bên cạnh đó là hàng xóm của mình đó là trình độ dân trí cao. Khu vực này là hiện tại đó là nhà ở dân cư rất là đông đúc rồi. Đây là nơi ở của cán bộ sĩ quan vùng 4 hải quân, và bên cạnh đó của mình là sát với cái ủy ban nhân dân xã Cam Hạ Tây luôn, nên vấn đề an ninh rất là tuyệt vời, rất là đảm bảo. Và buổi chiều là khí hậu rất là mát, gió thổi từ đầm thủy triều lên rất là mát mẻ, rất là trong lành luôn. Và cái thứ ba về pháp lý, hiện tại pháp lý ở bên Hùng đó thì đã sổ đỏ từng nền rồi, thổ cư 100% luôn, xây dựng tự do luôn đó. Thì nếu như quý chị nào quan tâm, mong muốn sở hữu cho mình một cái mảnh đất để vừa an cư lập nghiệp được mà vừa về đầu tư sinh lời được luôn, thì có thể là đây là một sự lựa chọn lý tưởng dành cho anh chị. Và Hùng sẽ bật mí với chị về một cái cơ hội đầu tư tạo ra một cái gọi là lợi nhuận kép, đúng không ạ? Nếu như bây giờ anh chị mua một cái mảnh đất ở đây, tầm khoảng cỡ 300 mét vuông, đúng không anh chị? Anh chị xây cho mình một cái khách sạn 2 sao thôi, khách sạn 2 sao thôi. Ví dụ như là những cái khách du lịch, đúng không ạ? Nếu như mà họ dừng chân, họ nghỉ tại trong các resort á, thì giá sẽ dao động từ là 3 triệu cho tới 10 triệu một một đêm một phòng, tùy thuộc vào anh chị chọn cái căn nào, đúng không ạ? Mà để tiết kiệm bớt được những cái nguồn ngân sách là giúp cho mình có thể là mình vui chơi nhiều lâu hơn, bớt ngân sách hơn, thì họ sẽ tìm về bên dọc cái đường Đinh Tiên Hoàng này luôn. Và Hùng chia sẻ thêm mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng là những cái khách sạn 2 sao 3 sao. Ví dụ như khách sạn Thời Bình này, ở đây thì giá dao động từ 450 cho tới 600 một đêm, đúng không ạ? Thì nếu như mà anh chị mình có thể là tại trong cái khu vực này mình xây dựng một cái khách sạn tầm 2 sao thôi, giá thuê của mình là thấp hơn nhưng mà đầy đủ những cái tiện nghi, đúng không ạ? Thì cái tỷ lệ lấp đầy xung quanh vào những cái mùa du lịch, vào những cái mùa du lịch thì tỷ lệ lấp đầy ở khu vực này á, là chỉ dao động từ 70 cho tới 80%. Thì không biết không chia sẻ thêm về những cái khi mà tất cả những cái resort này đã đi vào hoạt động á, thì cái nhu cầu về thuê ở này, nhu cầu về mua xây để mà cho những công nhân này làm việc xung quanh cái bãi dài này, và những người hoạt động duy trì phục vụ dịch vụ trong những cái resort này họ thuê, chắc chắn thì họ sẽ tìm vào những cái khu vực xung quanh bờ này họ sẽ thuê. Đây là một trong những cái lực lượng rất là đông đảo để giúp cho anh chị có thể là gia tăng cái tài sản dành cho anh chị luôn. Nó thứ nhất là nó tạo ra cái lãi vốn cho anh chị này, cái giá trị bất động sản của anh chị ngày càng tăng. Và cái thứ hai á là chúng ta có dòng tiền thu nhập về thụ động nữa, là về thu nhập về dòng tiền thì đáp ứng vừa lãi vốn vừa dòng tiền, đó là một bất động sản rất là tuyệt vời. Nếu như quý anh chị cần Hùng hỗ trợ thêm thông tin nào á về những bản đồ quy hoạch của Cam Lâm, cũng như muốn tìm hiểu về cái cơ hội đầu tư tại khu vực này, thì có thể là kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349, thì Hùng có thể chia sẻ nhiều hơn cho tất cả quý anh chị. Và một lần nữa thì Hùng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và tạm biệt.